cái xe của mình chết cái bù ri rồi nha, thay lại bù ri khác là ok được. Này lại đây chỉ cho coi. Cái ngoài nó mới tốn xăng qua này sao? Không, đúng rồi, nó tốn xăng đúng rồi. Này cái bù ri này. Mình test nè. Nhìn kỹ là nó đánh này nha. Rồi có cái nó tạt ngang nó thấy không? Đây là cái đó mẹ đúng không? Cái này nè. Đây là cho ngoài cùng đúng không? Đúng rồi, đây nó tạt ngang nè. Đó, thấy tạt ngang phải không? Nó mềm quá. Nói chung là do ngập nước vô nứt xứ. Mình thay vô cái mới rồi. Bữa lúc mới bị lạ đi cái gì.